Mọi người thường hay hành hương về cha Trương Bửu Diệp ở nhà thờ Tắc Xài Bạc Liêu, nhưng có bao giờ các bạn biết quê nhà của cha Trương Bửu Diệp là ở đâu không? Đây chính là căn nhà mà ngày xưa cha Trương Bửu Diệp thường hay về đây ở mỗi lần về thăm quê. Và căn nhà gỗ này hiện nay vẫn còn nguyên vẹn như cũ nhớ bạn. Và căn nhà hiện nay cách nhà thờ giáo xứ Cồn Phước, huyện Chợ Mới, An Giang khoảng 200m. Mình đã tới đây và gặp đời con cháu của cha Diệp rồi nè các bạn. Rồi sau này ổng mới đi, cái mới đi giúp họ với Sóc Tréo hết chứ không phải là ở Đức Tắc Xậy nó nhà trong Sóc Tréo á. Sóc Tréo, dạ. Ờ, bị chặt đầu trỏng á, rồi dạ. Cái mới đem lấy cốt về mà Tắc Xậy. Dạ đúng rồi. Chứ không phải là ở đây, nhưng mà ở đây là cái chỗ này là của ổng hồi xưa về hay là nghỉ hè hay nãy kia là ghé nhà dạ. Cô ba. Dạ, ở đây rồi. Đó. À, nhà cô ba. Nhà dạ. Kêu bà ngoại mình là cô ba. Dạ. Tại khuôn viên nhà thờ Cồn Phước sát bên nhà cha Diệp có đài tưởng niệm của cha Trương Bửu Diệp, và ở đây cũng có mộ phần thanh sinh của cha mẹ cha Trương Bửu Diệp. Mỗi năm mà đến dỗ cha Diệp thì có hàng ngàn người về đây đoàn tụ. Còn bạn đã đến đây chưa?